Hôm nay bác Huy có con gì mới các bạn ơi. Con diều mới toan luôn. Đố bạn, các bạn con gì? Mình thì chưa biết luôn các bạn. Để diều lên rồi mình sẽ xem coi đây là con gì. Rồi, thấy rồi, nguyên cái đầu khổng lồ. Y dính tùm lum rồi. Rắn hổ mang khổng lồ luôn nha các bạn. Đây là tác phẩm nghệ thuật mới của bác Huy đây. Diều mới của anh Tấn đây các bạn, anh Tấn với anh Tấn hai anh tên Tấn hết luôn các bạn, đang chuẩn bị lên con diều 6 ông vàng. Ông vàng rất là đẹp luôn nha các bạn. Gió nhỏ quá. Trời không có gió các bạn. Con gì ông vàng của anh Tấn hạ xuống dưới rồi, nằm ở dưới mặt đất luôn. Con mãng xà khổng lồ của Huy đẹp ghê không? Con rắn. Đây các bạn, quay cận cảnh lại con diều ông vàng từ nãy giờ của anh Tấn bay từ nãy giờ các bạn. Chưa lên được. Do còn lỗi kỹ thuật nên anh còn chỉnh sửa lại. Đây là con diều 6 mới luôn. Diều mới 6 khúc. Lần này là lên luôn rồi đó. Lâu lắm rồi mới gặp anh Khang nè. Wow, dạo này mình không có chơi diều nghệ thuật nữa mà mình chuyển qua diều 6 rồi ha. Thay đổi nhá. Diều 6 khung tre truyền thống nha các bạn. Tre vuốt rất là đều, hơi bị đẹp luôn á.
Quy thu quân diều lại rồi các bạn. Con diều rắn hổng lồ từ nãy giờ Quy thả bỏ vào bao rồi. Nay ra chảy bác Quy thả có xíu rồi các bạn. Con diều rắn khổng lồ 35 m bay từ nãy giờ. Đây các bạn, con diều cờ đỏ chuẩn bị ra săn các bạn. Nghệ nhân hôm nay có con diều mới.